Nhà có bé nhỏ là chắc chắn mẹ nào cũng phải thủ sẵn bên người một chiếc điệu. Nhắc tới điệu em bé chắc chắn các mẹ sẽ nghĩ: ôi trời, mắc lắm làm gì mà có tiền mua. Thôi điệu mất công em bé té, xài điệu lắm mà lại hầm bí lắm. Khoan đã, mẹ đã chắc chưa? Vì chỉ có những chiếc điệu làm từ vải ni lông trôi nổi ngoài thị trường mới làm bé cảm thấy khó chịu và hầm nóng thôi. Chứ điệu vải nhà Chumi được làm hoàn toàn từ vải cốt tông thoáng mát, dễ chịu và mềm mại. Đã vậy mà còn dễ dàng vệ sinh. Đó là chưa kể đến thiết kế mỏng nhẹ như một chiếc áo khoác ngoài. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà chiếc điệu vải Chumi lại lỏng lẻo và không an toàn đâu các mẹ nha. Bởi vì điệu vải nhà Chumi còn chịu lực lên đến 20kg lận đó. Với chất vải co giãn, màu sắc sang trọng và hiện đại, thiết kế dáng ngồi chuẩn y khoa cho bé là điều mà các mẹ bỉm đang tìm kiếm bấy lâu nay đúng không nè? Điểm cộng cho em này thì quá trời rồi, nhưng mà tôi nói tin này mấy bà còn bất ngờ bật ngửa cho xem nè. Chỉ cần 399 xu thôi là các mẹ có thể sở hữu cho mình được một chiếc điệu siêu bền, cam kết cho các mẹ là điệu tới bé thứ hai luôn nha. Nhờ có điệu vải nhà Chumi mà bé ngủ ngon say giấc, còn mẹ thì làm được biết bao nhiêu là việc. Tiện lợi như vậy, tội gì mà cứ phải ẵm bồng con theo cách truyền thống nè các mẹ ơi.